Quân đội Israel tập kích cơ sở quân sự của Hamas, hù tố Israel làm khó công tác cứu trợ. Quân đội Israel đã tập kích trạm phóng tên lửa và nhà máy chế tạo vũ khí của Hamas. Theo CNN, trong ngày 12 tháng 12, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã tập kích thành công một trạm phóng tên lửa và một nhà máy sản xuất vũ khí của Hamas ở phía bắc dải Gaza. Đại diện IDF nói trong một tuyên bố, trạm tên lửa này được Hamas sử dụng để tấn công thành phố Sderot trong ngày 7 tháng 10. Chúng tôi cũng tìm thấy 250 tên lửa, đạn pháo, lựu đạn và nhiều loại khí tài khác trong nhà máy sản xuất vũ khí. Trước đó, Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố rằng IDF đã bao vây hai khu định cư Yabai và Sheya, hai thành trì cuối cùng của Hamas ở phía bắc dải Gaza. Cơ quan y tế Palestine cũng đã xác nhận thông tin này, thông báo rằng đã có hàng loạt xe tăng của Israel tiến vào Yabaya. Theo báo Guardian, trong ngày 12 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng bày tỏ sự lo ngại rằng hoạt động kiểm tra an ninh của Israel đang làm ảnh hưởng tới công tác cứu trợ ở Gaza. Tổng giám đốc WHO Tedros nói rằng một phái đoàn được WHO cử tới làm nhiệm vụ tại bệnh viện Al-Ahli đã bị chính quyền Israel chặn lại hai lần ở cửa khẩu Wadi. Một số nhân viên của Hiệp hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine còn bị tạm giữ. Phái đoàn này vận chuyển thiết bị y tế đã hỗ trợ 1.500 bệnh nhân tại bệnh viện Al-Ahli, vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng kể từ đầu cuộc xung đột. Theo báo WHO nhấn mạnh, các xe cứu trợ y tế được bảo hộ theo luật pháp quốc tế, cần được tôn trọng và bảo vệ trong mọi hoàn cảnh. Việc Israel kéo dài thời gian kiểm tra an ninh và tạm giữ nhân viên y tế có thể đe dọa tới tính mạng của các bệnh nhân.